Vừa qua, website du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor vừa công bố danh sách 20 thành phố có giá du lịch rẻ và đắt nhất thế giới. Hà Nội, Việt Nam đứng đầu danh sách các thành phố có giá dịch vụ rẻ. Danh sách được tổng hợp dựa trên những đánh giá về chi phí các dịch vụ như đi lại, ăn uống, khách sạn, vé tham quan, thắng cảnh cho đến một chuyến du lịch kéo dài 3 ngày 3 đêm vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Tổng chi phí cho các dịch vụ ở Hà Nội không quá $490. Ngược lại, New York, Mỹ là thành phố có chi phí du lịch đắt đỏ nhất thế giới với $1,800. Trong danh sách những thành phố có chi phí rẻ nhất ngoài Hà Nội còn có Bangkok, Thái Lan và Kuala Lumpur, Malaysia.